Hướng dẫn viên Trung Quốc review kinh thành Huế khiến netizen Trung Quốc nhảy dựng lên nhận vờ đây là Tử Cấm Thành. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, không biết vì sao nhưng người Trung Quốc đặc biệt có chấp niệm với Việt Nam. Hễ cái gì liên quan đến Việt Nam mà trông có vẻ tốt đẹp xịn sò thì người Trung Quốc mặc nhiên coi đó là xuất phát từ họ, là của họ. Như câu chuyện mà mình sắp kể cho các bạn nghe cũng vậy. Một cô hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đã có chuyến đi đến Huế, Việt Nam và vào kinh thành Huế để giới thiệu cho khán giả về nơi này. Chưa gì hết mà đã có 7749 cư dân mạng xứ Trung thi nhau nhận lấy, nhận để rằng nơi này chính là Tử Cấm Thành của Trung Quốc và cần phải được đưa về Trung Quốc gấp hoặc người Trung Quốc phải nhanh nhận bản quyền của công trình này. Có thể bạn đã biết, kinh thành Huế là địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn nhất ở Huế và nếu có đến Huế thì bạn nhất định phải ghé thăm nơi này. Nơi đây có thắng cảnh mộng mơ, cổ kính là hiện thân của một công trình kiến trúc nơi quyền lực vang bóng một thời. Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kinh thành Huế nằm bên bờ bắc sông Hương, gồm 3 vòng thành là Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Và vì yếu tố phong thủy nên các công trình này đều quay mặt về phía nam. Nữ hướng dẫn viên cho biết, trong suốt 143 năm kể từ năm 1802, đây là nơi đóng đô của triều đình nhà Nguyễn. Trải qua 2 thế kỷ với sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, Kinh thành Huế vẫn giữ được diện mạo ban đầu. Cô ấy nói thêm, vào đợt thi công vào năm 1805, triều đình phải huy động khoảng 30.000 dân và lính phục vụ trong việc ngăn sông, đào hào. Đến năm 1818, số người huy động xây dựng thành lên đến 80.000 người. Cô ấy nói thêm, ở Việt Nam nhân đạo hơn nhiều so với Trung Quốc, thời kỳ bắt đầu dân chúng xây vạn lý trường thành. Cô ấy đưa khán giả đi dạo một vòng kinh thành và khám phá những điểm thú vị tại nơi đây. Kinh thành Huế có mặt bằng gần hình vuông, mặt trước hơi khum như hình cánh cung do phải chạy theo đường uốn nhẹ của sông Hương chảy qua. Kinh thành Huế có tất cả 13 cửa thành, trong đó 10 cửa thành sẽ thông ra bên ngoài, 1 cửa thành là nội bộ, 2 cửa thành đường thủy. Cô bạn hướng dẫn viên này đã chia sẻ nhiều kiến thức thú vị về công trình kiến trúc nổi tiếng này của Việt Nam. Nếu bạn muốn xem thử cô ấy giới thiệu thế nào thì hãy xem thử video đó nha. Nhưng mình khuyên các bạn đừng nên xem bình luận vì hầu như cư dân mạng nước họ đều mạnh miệng tuyên bố Kinh thành Huế là công trình của họ. Cái gì? Nay mà ở Việt Nam cơ à? Có khác gì Tử Cấm Thành của chúng ta đâu. Công trình đồ sộ như thế này làm sao người Việt Nam có thể làm được, chỉ có thể là bàn tay của người Trung Quốc mà thôi. Ngày xưa Việt Nam từng là của Trung Quốc thì bây giờ nói Kinh thành Huế là của chúng ta thì có gì sai? Hẳn là người Trung Quốc cũng góp công xây dựng nơi đó, là của Trung Quốc mới đúng. Ôi, đây là Tử Cấm Thành cơ mà, hoành tráng thế này thì chỉ có thể do người Trung Quốc chúng ta làm ra. Người Việt Nam làm sao làm được như thế? Nói thật đi, đây vốn dĩ là công trình của người Trung Quốc đúng không? Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội cũng giống như nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch ở Bắc Kinh. Người Việt Nam bắt chước Trung Quốc rất nhiều, vậy nên không có gì sai nếu chúng ta nói những công trình đó thuộc về chúng ta. Có gì khác Tử Cấm Thành đâu, đây là phiên bản thu nhỏ và cải tiến của Tử Cấm Thành à? Liệu người Việt Nam có biết đó là của Trung Quốc không? Chúng ta cần nói cho họ nghe điều này. Tại sao phải tranh giành những công trình thế này? Nó càng lớn thì càng cho thấy người dân đã khổ cực đến mức độ nào. Nếu biết được số lượng người dân phải bỏ mạng để xây dựng thì không biết mọi người còn muốn tranh nhau hay không? Nghĩ sao mà bảo hai công trình này giống nhau vậy? Đừng quá tự cao như thế chứ. Thật là xấu hổ nếu ai đó thấy những bình luận này. Việt Nam chỉ có thể gọi là vua chứ không gọi là hoàng đế. Quy mô khác nhau, ở Việt Nam nhỏ hơn chúng ta. Còn việc Việt Nam có bắt chước Trung Quốc để xây dựng hay không thì tôi không biết. Công trình đẹp như thế này nhất định là của Trung Quốc, hoặc ít nhất là ý tưởng thuộc về Trung Quốc chúng ta. Trong đời này có khác gì Tử Cấm Thành đâu, cần phải xem xét lại nguồn gốc công trình và đưa nó về Trung Quốc nếu cần. Đây đích thị là Tử Cấm Thành, tuy có thay đổi một số mục, nhưng chung quy lại thì đó vẫn thuộc về công trình của Trung Quốc chúng ta. Tôi cũng muốn sang đây để tham quan thử. Vào thời nhà Minh, đầu nhà Thanh và thời kỳ Huy Hoàng, đây là trung tâm tài chính, trung tâm văn hóa của châu Á. Các nước nhỏ và chư hầu xung quanh đều đến cống nạp, học hỏi, giao lưu buôn bán. Lãnh thổ của Trung Quốc thời nhà Thanh rất rộng lớn. Việt Nam đã học hỏi Trung Quốc rất nhiều, từ ngôn ngữ, văn hóa và kiến trúc. Công trình mà chủ video giới thiệu không khác gì Tử Cấm Thành. Nơi này là nơi sống của vua Việt Nam ngày xưa đúng không? Tôi nghĩ nó thuộc về Trung Quốc thì đúng hơn. Theo cá nhân tôi thấy thì công trình ở Việt Nam mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Ở Tử Cấm Thành không hề có cây xanh, vì các chuyên gia cho rằng chỉ trồng một cái cây sẽ phá hủy bầu không khí trang trọng này, hoặc làm mất đi vẻ trang nghiêm của nơi đây. Xem các bạn nói mà xấu hổ thật, đây là kinh thành của người Việt Nam, không liên quan gì đến Tử Cấm Thành của chúng ta. Có thể thấy cấu trúc xây dựng có phần tương đồng, nhưng của họ là của họ, của chúng ta là của chúng ta. Tôi chưa đi chỗ ở Huế bao giờ, nhưng mỗi khi đến Tử Cấm Thành tôi đều có cảm giác nổi gai ốc. Không biết ở Việt Nam thì thế nào, liệu câu chuyện có gì thần bí, tâm linh đằng sau hay không? Tôi thực sự rất muốn biết, bạn hãy kể thêm đi. Muốn biết có giống hay không thì thử đi sang Việt Nam tìm hiểu xem sao, chứ xem qua màn hình chỉ xem được vài phân cảnh thế này. Muốn nhận định cũng khó, mất công lại bị mang tiếng nhận vơ.
Xem những ý kiến nhận vơ của cộng đồng mạng Trung Quốc khiến mình phải bật cười và phải công nhận trình độ tưởng tượng của họ. Công bằng mà nói thì từ xưa đến giờ, Trung Hoa vẫn được xem là một trong những trung tâm văn minh của thế giới. Văn minh Trung Hoa đã có những sự đóng góp cho sự phát triển chung của nền văn minh nhân loại. Riêng đối với các nước trong vùng văn hóa nho giáo, dấu ấn văn minh của Trung Quốc lại càng rõ nét. Dù rằng Việt Nam cũng phần nào chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn minh Trung Hoa, nhưng Việt Nam chúng ta chưa bao giờ bị đồng hóa về văn hóa. Trái lại, chúng ta vẫn mang một bản sắc riêng, thể hiện rõ nhất qua bố cục của các công trình kiến trúc. Ngoài sự khác nhau về không gian, phương hướng, vai trò của các khu vực hay diện tích, thì chúng ta cũng nên nói qua về sự khác nhau về mặt kỹ thuật xây dựng. Kinh đô Bắc Kinh hoàn toàn được xây dựng theo kỹ thuật phương Đông truyền thống, còn ở kinh đô Huế thể hiện rõ nét sự kết hợp Đông, Tây. Chu vi thành rộng hơn 10 km được xây dựng theo kiểu thành lũy vào ban Pháp với 24 pháo đài quanh thành, bố trí cách đều nhau. Phía bên ngoài thành có một hệ thống hào, sông bao quanh, vừa có chức năng bảo vệ kinh thành, vừa có chức năng giao thông đường thủy. Đồng thời, phía bên trong có sông Ngự Hà là đường thủy duy nhất vắt ngang kinh thành. Cùng với đó là hệ thống với 10 cửa chính thông qua ngoài thành, một cửa thông với trấn Bình Đài và hai cửa thủy quan ở phía đông và tây trên dòng Ngự Hà. Kết hợp với nguyên tắc kiến trúc của phương Đông, đối với người Việt Nam mà nói, kinh thành Huế trở thành một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật quân sự độc đáo. Đặc điểm kiến trúc kinh thành Huế có sự khác biệt so với nhiều cố đô trước đó. Từ nửa đầu thế kỷ 17, nơi đây đã được các chúa Nguyễn chọn làm thủ phủ. Đầu thế kỷ 18, đất này trở thành đô thành của Đàng Trong. Dưới triều Tây Sơn, đất Phú Xuân được vua Quang Trung chọn làm kinh đô. Sau khi Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, Phú Xuân lại trở thành kinh đô của triều Nguyễn. Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ nhất và quy mô nhất. Huế khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của dòng sông Hương thơ mộng và ẩn chứa nét u hoài cổ kính của một cố đô. Nhìn lại lịch sử, mảnh đất núi ngự sông Hương này từng đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chịu phần nào ảnh hưởng văn hóa là có, nhưng kinh thành Huế là do Việt Nam xây dựng và là những gì tinh túy nhất của một triều đại Việt Nam vào thời kỳ đó. Nó không phải là vật để ai muốn nhận là của mình cũng được, đúng không các bạn? Không biết các bạn khán giả ở đây từng đến Huế và có dịp ghé thăm kinh thành Huế chưa? Nếu đã đến nơi này rồi thì các bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến công trình đồ sộ vang bóng một thời như thế? Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.